của các bạn, mình là Phương Mai, hiện tại mình đang làm việc tại ngân hàng HSBC Việt Nam. Mình đã có khoảng thời gian 6 tháng học IELTS tại Azure. Xuất thân là dân cuối A và đi vào ngoại thương thì thực sự tiếng Anh của mình không được tốt cho lắm. Và vào ngoại thương thì thấy các bạn ấy rất là giỏi tiếng Anh và biết được cái điểm yếu của mình. Chỉ vì vậy mà mình cũng đã dành thời gian để tìm hiểu và học tại các trung tâm tiếng Anh. Nhưng cuối cùng thì cái kết quả cũng không được khả quan cho lắm. Và cái thời điểm năm thứ tư thì là một thời điểm rất là quan trọng, vì mình là chuẩn bị ra trường và đi xin việc. Mình xác định là nhất quyết là phải có tiếng Anh cho đến nơi đến chốn. Và lúc đấy mình đã biết được IZone thông qua một người bạn. Và sau khi được tư vấn thì cũng khá là chần chừ, mình học rất là nhiều mùa kết quả không được tốt. Nhưng cuối cùng quyết định là đăng ký của ba khóa là PIELTS, IELTS và IELTS chuyên sâu tại IZone. Lúc đầu mà học đây thì khá là choáng ngợp, bởi vì là cái việc các cái giáo trình phát cũng như là cách giảng dạy của giáo viên ở đây rất là khác so với những gì mình đã học từ trước đến nay. Và nhiều lúc mà đi học mà về rất là muộn, bởi vì lớp thì kết thúc lúc 9 giờ hoặc là 10 giờ mới về, bởi vì là nhiều khi ở lại hỏi thầy cô thì các thầy cô rất là tận tâm và chỉ từng chỗ nào sai chỗ nào không đúng, và cái hướng dẫn cái cách học thì nó hiệu quả hơn. Thì sau cái thời gian từ lúc 6 tháng vào Zoom thì tiếng Anh của mình cũng đã đủ để apply vào HEC. Và sau này thì công việc của mình cũng cần tiếng Anh sử dụng rất là nhiều và cũng không hề gặp những khó khăn gì đáng kể cả. Và mình rất là cảm ơn các thầy cô tại Azure và chúc các thầy cô ngày càng đạt được nhiều thành công như là có một năm mới đã xin nghỉ. Thầy ạ.